Xin chào các bạn nhé, đến với kênh YouTube của Hải nhé. Hiện tại thì Hải tiếp tục đi chợ phiên mọi người ạ. Hải đang có mặt tại chợ Xin Chén. Chợ này diễn ra vào sáng thứ tư hàng tuần. Mọi người đang đi chợ rất là nhiều, trao đổi các mặt hàng, các nông sản người ta trồng được mang đi bán các bạn. Và bây giờ thì Hải sẽ đi quay và chia sẻ, giới thiệu cho mọi người nhé, xem có gì phong phú và đặc sắc Hải sẽ gửi tới quý vị và các bạn. Và bây giờ thì xin mời các bạn nhé. Ăn phở vắt chanh. Mời các bác ăn sáng nha. Đấy. Phở đỏ các bạn. Ở phiên chợ đây thì buổi sáng thì mọi người đa số là mọi người tranh thủ ăn sáng, sau đó là đi mua đồ các bạn. Để rất là đông nhá. Chúng ta đang đứng ở chợ Xin Chén. Buổi sáng các bạn, bây giờ nó rơi vào tầm 7 giờ sáng rồi. Hải đang đứng ở khu vực ngoài cổng các bạn. Khu vực ngay đường vào cổng thì là người ta bày bán khá là nhiều. Đây này các bạn ơi, Hải thấy là người ta bán cả xoài, nho này. Những quả nho thì rất là ngon nha các bạn nhé. Đấy, Hải sẽ quay gửi tới quý vị và các bạn nhé. Đấy, nho này. Cái quả to nhỉ. Cái này là vẫn còn phấn nhé các bạn nhé. Đây này. Chắc là người ta mới bớt đấy. Còn đây này, dứa này, mận này. Ở đây thì một loại mận này, hai loại mận này, ba loại mận này, bốn loại mận này. Và nó màu tím, nhìn rất là ngon các bạn. Đấy, cô chia thành từng đống này, 1, 2, 3, 4, rất là nhiều các bạn. Còn ở bên kia thì hình như là bà con đang giao dịch cái gì đó rất là đông các bạn. Ở trên kia cũng vậy các bạn. Ở trên kia kìa. Ở trên kia Hải thấy là người ta trao đổi các mặt hàng thổ cẩm các bạn. Những cái mặt hàng mà người ta thêu thùa, người ta trong lúc rảnh rỗi người ta thêu và sau đó là thành phẩm rồi người ta sẽ mang đi bán các bạn. Ở khu vực bên này này các bạn này, Hải thấy là người ta đang trao đổi các bạn. Ở đây là những cái quận thổ cẩm nhé các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy chưa? Đây là những cái tấm vải người ta đã thêu rồi các bạn. Và bây giờ người ta mang đi bán. Quần này dài nhỉ? Quần này dài chắc khoảng 5 mét các bạn. Ở đây những mặt hàng thổ cẩm nhé các bạn nhé. Đấy, người ta đang xem. Đấy, hoa văn rất là đẹp. Ở đây thì Hải thấy là một bác vừa đến xong này, không biết là hôm nay bác ấy bán cái gì các bạn. Đây, bác dở bao. Hôm nay bác bán gì đấy? Quả dâu à? Dâu tây à? À, quả giống quả kia à bác? À, đó. Ớt á? À, cháu xem nè. À, ớt. Hôm nay bác mang ớt đi bán các bạn. Ớt tươi nhá.
Ví dụ là loại to này thì khoảng bao tiền cân bác? 20.000 cân á. À, ớt này các bạn này, cháu xem tí nhé. Đây này các bạn này, bác ấy bán ớt tươi. Ở trên vùng cao thì người ta hay ăn ớt lắm. Đây này, đấy, các bạn nhìn thấy ớt chưa? Ớt tươi. Bác ấy vừa đến, cái này ớt à bác? À, hình như là cái bác có hai bao, bao này ớt sao các bạn? Ở bên này thì người ta bán một số đồ khác này các bạn này. Ở đây thì Hải thấy là người ta bán cả, đây là quả móc mật này các bạn này. Đây này, người ta bó thành chùm này. Đấy. Cái này là dùng để muối ớt này, hoặc là ăn thì nó chua phết đấy các bạn, ăn chua chua. Nó như kiểu họ hàng của quất hồng bì ấy. Còn bên này thì thấy là người ta bán cả hoa đu đủ đực các bạn. Đây. Hoa đu đủ đực. Đấy, đây này. Đấy. Đấy. Hoa đu đủ đực ạ. Đây. Còn đây là còn đây là những quả dâu da nhỉ? Đây là những quả dâu da nhé các bạn nhé. Và đặc biệt hơn nữa thì hôm nay ở trên chợ thì Hải thấy là người ta bán được một cái số đồ thuốc mà rất là kinh dị các bạn. Đấy, nó từ cái con này thì rất là khó tả các bạn. Đây này. Đây. Ví dụ như là con này là con này ở phân châu sao? Không. Con này ở phân châu sao ấy nhỉ? Đấy. Còn con này con bộ hung này. Đấy. Nói chung là cái này rất là kỳ dị nhé các bạn nhé. Không biết là thuốc chữa bệnh gì mình cũng không biết nữa. Nhưng mà thấy là người ta bán ở trên chợ. Đây. Đấy. Đây này con bộ hung này các bạn này. Đấy. Ở đây là khu vực bà con đang trao đổi các mặt hàng thổ cẩm các bạn. Các bạn nhé, ở đây thì mình thấy là người ta bán có một số rất là đặc biệt. Những cái này là để chữa bệnh hết à bác? Những cái này là thuốc chữa bệnh hết à? À, mua sang Trung Quốc á? Nhưng mà con này có phải là bộ hung ở Phân Châu không? Đó là sâu to, đó là sâu thế ạ. Sâu gì ạ? Sâu nó ở cây gì hay là ở phân ý? Trung Quốc. Không á? Bác bảo cái này mang sang Trung Quốc. Mình không hiểu các bạn. Đây là những cái con sâu hay con gì đây? Rất là kỳ dị các bạn. Cái này bên Trung Quốc họ mua nha các bạn nhé. Đấy, ở đây thì Hải thấy là có bác bán quả khống hay quả cống. Người ta gọi là quả khống. Quả khống, cái này là Hải đi quay rất là nhiều ở trên chợ rồi các bạn. Đấy, cái này là xào thịt hoặc là muối như kiểu muối hành để ăn này các bạn này. Người ta bán 20.000 đến 25.000 một cân các bạn. Đây là có bà bán ớt này các bạn ạ. Cháu xem một tí bà nhá. Bà đang ngồi ăn bánh các bạn.
Hình như là bà đang ngồi ăn bánh. Cái này bánh gì đấy bà? Đây này, bánh gì đây? À, bánh ngô đúng không? À, hình như là bà không nghe được tiếng phổ thông các bạn. Đây là ớt này các bạn này. Ớt này là ớt siêu cay nhé các bạn nhé. Ớt này người ta bán từ 180 đến 200 nghìn một cân cơ. Đây, bà có hai cái. Đây này, giỏ này nữa các bạn này. Ở khu vực đầu này thì là người ta cũng bán rất là nhiều rau củ quả các bạn. Những cái mớ rau, những cái quả dưa, rồi những cái mầm măng này các bạn. Đây là củ măng này. Đấy, người ta mang ở nhà, mang để đi bán các bạn. Người ta trồng được ấy. Đấy, ví dụ như là đỗ người ta trồng được, người ta mang đi bán. Còn đây là các bạn biết gì không? Đây là những quả mướp này. Những mớ rau muống. Còn đây là những ngọn bí chuối này các bạn này, chuối màu vàng này. Ok các bạn nhé, ở đây thì Hải bắt gặp một em gái đang bán hình như là một số cây phong lan này. Cây này chủ yếu để làm thuốc đây các bạn. Đây. Đấy. Ở đây này các bạn này, ở đây thì một em gái bán cây này là cây lan kim tuyến này các bạn này, lá tròn. Đây. Hoa này, cái này chủ yếu là người ta để làm thuốc đây nha các bạn nhé. Đây. Ví dụ một giỏ này bao nhiêu tiền em? À, cái lan này, cái này chủ yếu làm thuốc anh nhỉ? Đấy, đây. Giỏ này bạn ấy đang báo cho khách là 300 các bạn. Đấy, có thể là 250 đến 300. Ơ, con ong. Và đây là hình như là khúc bổ máu này các bạn này. Phải ngồi gần đây chứ, khách mới biết được chứ. Bạn ấy ngồi khá là xa nên mình cứ tưởng là không phải của bạn đấy. Đấy, ví dụ giỏ này đã rơi, họ đã báo là 200 rồi, đến 250 rồi, 300 rồi. Đấy, ở trên này là người ta bán nhiều ớt đó các bạn, đây rất là nhiều ớt nhé. Chỗ này là ớt này 20.000 một bát à bác? 20.000 một bát à? 15.000 á? Ớt này gọi là cay nhất chưa ạ? Đây, bác đang bán 15.000 một bát các bạn. Ở trên vùng cao thì là người ta hay thích ăn ớt nên các bạn đi xem video ở các video ở trên vùng cao thường thường là người ta bày bán ớt rất là nhiều các bạn. Ở khu vực này rất là nhộn nhịp nhé các bạn nhé. Khu vực này người ta đang trao đổi, giao dịch các mặt hàng thổ cẩm. Các mặt hàng mà người ta lúc ở nhà người ta rảnh rỗi, người ta ngồi người ta thêu. Và thêu xong ấy, thì người ta mang đi bán các bạn. Ở đây, khu vực này chủ yếu là các bà, các cô, các chị em phụ nữ là giao dịch cái đồ này rất là đông các bạn. Ở đây thì chúng ta mà thêu xong thì mang đi chợ bán và có người thu mua nhé. Có người chuyên đi thu mua cái đồ này các bạn. Ở góc bên này các bạn, ở góc bên này thì Hải thấy là người ta cũng đang giao dịch trao đổi rất là nhiều. Đấy, cả bên này nữa các bạn này. Cả bên này này. Đấy, người ta đang trao đổi giao dịch rất là nhiều nhé. Và cả đây nữa các bạn. Ừ.
của chỗ nào. Hai mẹ xử lý. Ở đây Hải thấy là người ta bán cá này các bạn này. Cá sông. Tí nữa một túi này một cân như nhỉ? Bao nhiêu tiền? Ờ có 30.000. À, cái cá này thường thường là chiên giòn lên nhỉ? Chiên giòn hoặc là tẩm bột các bạn, tẩm bột chiên giòn lên ăn được cả xương ấy, ngoài này ăn ngon này. Ở đây thì một cân, hai cân, bốn cân. Cái này mổ sắt này anh. Ở cái này anh ấy mổ sắt cho khách rồi các bạn. Mua về rửa qua đi và chiên giòn nữa. Chợ phiên các bạn, người ta bán rất là nhiều. Ở khu vực ngay đầu cổng rất là đông nha các bạn nhé. Chợ hôm nay khá là đông nha mọi người nhé. Bây giờ thì Hải thấy là mọi người đi chợ rất là nhiều. Và bây giờ thì mời các bạn tiến sâu vào trong chợ để khám phá xem chợ phiên ngày hôm nay có các mặt hàng gì, có gì độc đáo nhé các bạn nhé. Đấy, khu vực người ta bán hoa quả này. Ồ, nhãn quả to chưa kia. Đấy. Nhãn này mùa nhãn các bạn. Đấy, những quả nhãn nhìn rất là ngon các bạn. Khu vực hoa quả nhé các bạn nhé, rất là nhiều. Đấy, còn đây là khu vực người ta bán đồ ăn vặt, xúc xích này các bạn này. Đấy, xúc xích rán nhìn hấp dẫn không các bạn? Quá hấp dẫn nhỉ? Vàng này. Cái này thì trẻ con ấy thì người ta rất là thích ăn. Đây là chè này. Đấy, trà sữa trân châu, rất là nhiều loại các bạn. Bánh mì ba tê. Và thế mà không gạo từ sáng. Chợ xã Xin Tráng. Vâng, chợ này diễn ra vào sáng thứ tư hàng tuần các bạn nhé. Còn khu vực bên kia thì ngay khu vực đầu cổng ấy, thì là chủ yếu là người ta bán xôi màu này, rồi bán đồ ăn vặt này, bánh rán này, lạc luộc này, bánh bao này, và xúc xích này, bánh mì ba tê này, rất là nhiều các bạn. Đấy, xôi bầu nhé các bạn nhé. Ô hình như cô đệ sắp hết rồi nhỉ. Còn tí này. À. Đấy, xôi màu các bạn. Ở đây thì thường thường là trên vùng cao người ta hay làm xôi màu ở chợ phiên. Đấy, bán rất là chạy nhé các bạn nhé. Khu vực người ta bán chổi các bạn. Đấy, có mấy em gái bán chổi này. Ôi hình như là mỗi người một đống. À, quả bạt là đống này à? Quả em là cái này à? Quả em bên này nữa không? À, hôm nay bạn này đi bắn chổi các bạn. Nhưng mà em biết chổi này làm từ cây bông gì không? Cái bông này là bông gì đấy anh? Cái bông này này. Không biết à? À. Hả? Thế tiếng bông là gì? Du á? Du à? Cháu tưởng là cây lúa mì nhỉ? Không biết phải nhỉ?
Dua. Dua. Cái này thì bao nhiêu tiền? Ví dụ cái này bao nhiêu tiền ạ? 40.000. Thì chính tỏ là cái này là cũng hệ đây bán 40.000 một cái các bạn. Ở trên này thì đa số là người ta làm những cái chổi này thôi các bạn. Người ta gọi là bông dua. Bông dua. Phải bông dua không? Cái gì? Chua. Chua. Cái độ cải chua đấy á. Dua hay là chua? Chua đâu, phải chua đấy. Dua. Già thì phần già thì. Không phải. Dạ. Nói à. Mình thì không nghe rõ, bạn nhìn khó phát âm. Dua. Cứ tạm gọi là thế đấy. Con này nhưng mà mang ít đi. Em mang ít thôi. Sao bán được cái nào chị ạ? À bán một cái thôi. Thế thì hôm nay thì nắng ấy nhỉ, đứng đây là bắt đầu là nắng rồi. Bạn mình thấy là bạn ấy có 5 cái chổi. Đây là còn 4 cái thì chứng tỏ là bạn ấy bán một cái thì còn bạn ấy mang 5 cái đi các bạn. Ở khu vực này người ta bán rất là nhiều gà nhé các bạn nhé. Gà chân vàng. Đa số là gà chân vàng này các bạn. Gà trống này, gà mái này có hết. Gà bán lẻ này giờ khoảng bao nhiêu tiền một cân bác? 6 mấy ạ? 70 thôi à? Toàn gà chân vàng nhỉ, đây. Ô cái con gà trống này chân to chưa các bạn ơi? Đây này. Đấy. Đây này, con này như thế này các bạn ơi. Đấy, cứ phiên chợ này là chợ giữa tuần nhé các bạn nhé. Diễn ra vào sáng thứ tư. Thứ tư là giữa tuần rồi các bạn. Người ta bán rất là nhiều các mặt hàng ở đây. Cháu chào bác nhá. Cháu xem cái thớt tí bác nhá. Cái này thớt nghiến à bác? Nghiến đỏ à? Nghiến đen á? Ồ, có phải là có một loại nghiến đỏ nữa không ạ? À. Đây là nghiến đen. À. Cái này đường kính nó rơi vào tầm 20-22 đấy à. Ví dụ một cái này thì bao nhiêu tiền ạ? 250 à? 250. Và cháu đang xem cái vân. Và ở đây bác bán cả cái thảo quả các bạn này, thảo quả khô, gia vị. Còn bên kia là những cái gùi các bạn, cái gùi. Ở cái gùi kia thì bác ấy đang bán là 200 nhé các bạn nhé. Cái này thì gùi cỏ này, gùi nói chung là có rất là nhiều tác dụng các bạn. Cái này gùi ở sau lưng đấy các bạn, đeo ở sau lưng. Thường thường là mình thấy là một số người thì người ta hay gùi cỏ này, gùi củi này và chứ là người ta gùi đồ ở đằng sau lưng các bạn. Chổi nhá các bạn nhá, khu vực người ta bán chổi rất là nhiều. Những cái chổi này thì có cả chổi chít và chổi làm từ cây bông tiếng Mông bạn vừa gọi là bông dua. Mình phát âm không biết là chuẩn hay không nhưng mà ví dụ như cái này là người ta làm chít này.
Còn tiếng Mông, cái bông này gọi là bông rua. Những cái cán làm rất là đẹp nha các bạn nhé. Những cái chổi này thì bình quân nó rơi từ 40.000 đến 60.000. Cái nhỏ thì 40.000, cái to thì 60.000 các bạn. Đây là có một bác người Mông bán con mèo các bạn. Một con mèo nhỏ. Mèo, mèo. Ờ nó nằm luôn đây. Con này mấy trăm bà? Bà bảo bao tiền? Hình như bà không nghe được tiếng phổ thông các bạn. Để giao tiếp nó hơi khó. Con này chắc là 200 à? Tà má ơi, bao nhiêu tiền? 100 à? Bao nhiêu tiền? Hỏi bà nó bao nhiêu tiền? Con đâu là tiền bạc, cổ vả à? 100. Nói bà tan cười đấy. Cẩu vả là 100. Cẩu vả? Mình thì không hiểu tiếng Mông quá. Hôm nào phải đi học khóa cấp tốc ấy. Bà có một con mèo con, bà đang giao bán cho người xem là 100.000 ạ. Ôi bác này có con gà. Cái này bác đi bán hay đi mua à? Bán. À. Bao nhiêu tiền cân à? 150 không ạ? 130. À 130 thôi à. Gà này đen chân à? À cũng gần gần đen các bạn. Ờ. 150 à 130 các bạn. Mỗi con này à bác? Vâng luôn. Ồ mang đi bán độc một con anh nhỉ. À, thường thường là mình thấy là một số bác thì mang đi bán gà một con thì tàn ôm kiểu này đấy các bạn. Rất là hay nha các bạn nhé. Đấy, ôm gà như này, đấy, ví dụ có người người ta mua thì người ta sẽ đến hỏi. Ở bên này cũng có một con mèo này. Rồi ok các bạn nhé, chúng ta đang đứng ở khu vực chợ gia súc các bạn và gia cầm, có gà này, có mèo này. Và có cả chó nữa, khu vực này người ta bán rất là nhiều con chó con các bạn. Ở khu vực này đường nó hơi chật các bạn, đây này ô tô đang bị tắc. Chỗ này đang bị tắc này không đi nổi. Rất là chật nhé. Đây người ta bán chó này. Con đây mấy trăm cô? À, cho bốn mắt nhỉ? Bốn mắt là 400. Mỗi một mắt là 100. À, đây là con này này các bạn này. Nó rất là sợ nha các bạn nhé. Như kiểu là mới ra chợ lần đầu nó rất là sợ. Ở trên này thì đa số là chó thường, những dòng chó bình dân ấy các bạn, nó rơi từ 250 đến 500-600. Ở đây thì có một con chó Mông sao này, chó đỏ à? Đúng rồi, chó đỏ các bạn này, con chó đực, chó đỏ đực. Con này con này bao tiền anh? 1 triệu. À, 1 triệu. Đấy, chó này thì nó đắt này các bạn này, chó này là dòng chó đỏ nên nó đắt. Chó này chó Bắc Hà các bạn nhỉ. Đấy, khu vực người ta bán chó ở đằng kia rất là nhiều các bạn. Còn bên này thì người ta bán lợn. Có lợn đen, lợn bản rất là nhiều các bạn. Khu vực chợ gia súc thì bao giờ cũng là đông nhất các bạn. Mình đi chợ thì thấy là người ta mua bán trao đổi rất là nhiều. Đây này, bên này hình như là cũng người ta cũng đang xem đang xem mấy con chó này các bạn này. Đấy. Con đi bố, con đi nào.
nhớ lắm à, chúng ta là cu li à. À, hình như là cô bán rồi, 550 hai, 550 hai con. À, đây 550 hai con này các bạn. À, tính ra là có con thì 300, có con thì 250. Rồi ok các bạn nhé, bây giờ thì chúng ta sẽ vào khu vực chợ lợn để xem nhé. Ở đây thì khá là đông nên đi lại rất là khó khăn các bạn, bởi vì là bà con giao dịch bán rất là chạy. Đây chúng ta sẽ đi sâu vào hẳn bên trong các bạn. Đấy, lợn này rất là nhiều các bạn. Chủ yếu là người ta tập trung ở đằng đầu cổng rất là nhiều các bạn. À, đây cũng có một con này. Đây cũng có một con lợn to rồi. Con này chắc phải rơi vào tầm 30 cân đấy nhỉ. Con này bao tiền đấy em? Hả? 2,8 triệu à, thế là phải rơi 30 cân đấy nhỉ, 40 cân đấy nhỉ. Bởi vì lợn đen nó cũng khá là nặng các bạn. Đây. À, gọi lợn như gọi chó này. đi. Đây. Nó rất là hiền nha các bạn nha, nó nằm luôn ở đây này. Con này bạn ấy đang báo giá cho khách xem là 2,8 triệu này. 8,2 triệu. 8,2 triệu. Con này có một con này em. À, con này bán một con nhỉ. Đi. Ơ nó không dậy luôn này. Con này nó lì thật các bạn. Mình ẩn nó dậy mà nó không dậy. Ở bên này thì cũng rất là nhiều nhé các bạn nhé. Đây này. Bên này người ta bán rất nhiều. Trong cái những cái bao này các bạn này, người ta để lợn vào trong những cái bao này. Đây. Ô hai con này bé nhỉ. Cái dòng lợn bé các bạn. Đây, lợn đen. Mình thấy là cái bao nó rất là bé, chứng tỏ là lợn nó bé này. Đấy, bác này cũng có một con này. Đây, người ta buộc dây vào những vai con lợn này các bạn này. Ba con này chắc là cùng đàn đấy nhỉ. Cùng đàn à bác? À, khoảng mấy trăm một con chỗ này ạ? À? Một con này mấy trăm ạ? 8-900. À, 8-900 á? À, bên này cũng thế nhỉ, nó ngang ngang giống nhau các bạn. À, cùng đàn hết à? Tưởng hai nhà riêng biệt ấy. Đây, bà cái tầm này, tầm khoảng này mấy cân này em? Tầm này chắc là được cũng 8-9 cân thôi nhỉ. Đây. Lợn đen các bạn. Lợn bản. Rồi ok các bạn nhé, chúng ta vừa đứng ở khu vực ngoài cổng các bạn, khu vực người ta bán gia súc, gia cầm. Còn bây giờ thì Hải sẽ đưa mọi người đi vào bên trong chợ các bạn. Đấy, khu vực này người ta bán rất là nhiều nhé, máy móc, máy để phục vụ, máy mini ấy, để phục vụ trong gia đình các bạn. Máy này máy thái cỏ ấy, máy gì đấy anh? Máy tách hạt ngô đúng không? Ở đây nhiều nhỉ, đây này. Bán nhiều lắm các bạn ơi. Máy tách hạt ngô. Cái này thì thường ở trên vùng cao thì thường thường là nhà nào có điều kiện ấy thì là người ta làm một cái máy luôn. Vì ở trên này người ta trồng rất là nhiều ngô các bạn. Còn ở đây là máy xay này, máy xay thành xay gạo á. Thì thành bột nước ấy, đây này. Bây giờ là rất là hiện đại các bạn. Những cái máy móc nhỏ
và những nhà nào có điều kiện thì người ta làm hẳn một cái máy về sử dụng cho gia đình luôn. Còn bên này thì rất là nhiều chảo nhá. Đây, những cái chảo. Chảo này không biết là bằng... Chảo này không phải là chảo gang nhé nhỉ? Hình như chảo nhôm ấy các bạn. Đấy, rất là nhiều. Đây này, đây nhờ những cái gùi bằng nhựa. Ở trong này người ta bán rất là nhiều nhé các bạn nhé. Và khu vực này chủ yếu là máy móc là một này, thứ hai là thuốc trừ sâu này, rồi hạt giống này, hạt ngô, hạt thóc này, rồi bán cả thuốc diệt cỏ, thuốc chuột, có hết các bạn. Rất là nhiều. Và khu vực này chủ yếu là người ta bán đồ đấy thôi. Bây giờ thì Hải sẽ đưa mọi người vào bên trong các bạn, bên trong chợ xem chợ ngày hôm nay bên trong này có cái gì đặc biệt nữa hay không. Bên trong này khá là đông nha mọi người nhé. Đây, khu vực hàng dao, hàng cào cuốc, dao dựa, dao phát, rồi nói chung là rất là nhiều loại. Có cả cái này gọi là cái búa đây. Cái dìu như kiểu cái dìu các bạn ơi. Đấy, gọi là búa chặt đấy. Đấy, ở đây thì Hải thấy là cô bán cái túi này các bạn này, túi thổ cẩm nhé các bạn nhé. Khu vực bán thuốc, hàng mỹ phẩm. Cái trắng trắng kia là cái đèn này em? Cái đèn live stream nhỉ? À đúng rồi. Cái đấy là để ai live TikTok ấy nhỉ? Bao tiền một người đấy ạ? 80.000 à? Hay nhỉ. Rất tiếc là mình không phải là TikToker. cái kia là chân quay nhỉ? Cái chân quay bao nhiêu tiền? 120. Cái kia thì 80. Khu vực người ta bán hàng mỹ phẩm các bạn, hàng chủ yếu là dành cho các chị em phụ nữ thôi. Anh xem tí nhá. Xem tí. Đây này. Đây nước hoa này, cái gì đây? Đây là một số loại nước hoa thơm. Cái này tặng con gái thôi nhỉ? Cái này nước hoa. Mùi nam à? Đây này. Bao nhiêu tiền một lọ? 30.000 nhá. Nó giữ được khoảng mấy tiếng? Nhìn đẹp nhỉ? Đấy, nhìn cũng đẹp. Màu cũng khá là đẹp. Đấy. Khu vực bán mỹ phẩm nhé các bạn nhé. Và hàng mỹ ký, những hoa tai này các bạn này. Đấy. Đây là khu vực đồ thêu thùa các bạn, đồ thổ cẩm. Đây là cái khung thêu này các bạn này, hay người ta gọi là cái vải thêu. Đấy, vải thêu. Còn đây là len các bạn, các loại len, các loại màu luôn. Cái này thường thường là cái này 10.000 một cuộn à bác ơi? 10.000 một cuộn à? Nhiều màu nhỉ? Rất là nhiều màu nhé. Cho xem một tí nhá. Đây, len này. Nhiều màu chưa? Cái này thì người ta thêu thành những cái túi này các bạn này. Những cái hoa văn ở túi này các bạn này.
đây này. Đấy. Còn đồ thổ cẩm các bạn. Cái túi này đẹp chưa? Cái túi này chắc là đắt này các bạn này. Cái túi này là người ta thêu hai mặt. Ví dụ túi này bao tiền nhỉ? Không biết à? 250 à? À. Túi này thêu hai mặt mà đắt này, này đẹp. Thêu một cô gái người Mông các bạn. Chắc là người Mông Hoa đội đội cái mũ rất là đẹp. Đấy nha các bạn nhé, ở đây là khu vực toàn khu vực đồ thổ cẩm thôi, khu vực thêu thùa các bạn. Đấy, các nguyên liệu rồi khung rồi len. Rồi ok các bạn nhá, chúng ta đang đứng ở khu vực hàng ẩm thực các bạn. Ở đây thì có rất là nhiều món phở này, phở đỏ này, rồi mèn mén này, ốc đậu này, rồi có cả thịt lợn đen này, lòng dồi này, rất là nhiều các bạn. Đấy, các bạn đi chợ phiên thì các bạn vào trong chợ thì là các bạn thấy những hình ảnh. Những cái chảo, đây là chảo ốc đậu nha các bạn nhé. Đấy, rất là to. Quán ẩm thực các bạn, quán phở. Ở đây thì cái nguyên liệu mà người ta cho vào phở thì thường thường là thịt gà này, rồi thịt lợn đen này. Đấy, hoặc là những cái má lợn người ta luộc và người ta bóc ra để cho vào phở các bạn. Người ta gọi là thịt bóc ấy. Đây là nhân các bạn, đây là nhân lòng, nhân lòng lợn. Rồi rồi, tới công chuyện rồi. Đây đây à? À. Và đây, một em gái. Bạn này chắc là giỏi lắm à, học lớp 5 là cùng với nhỉ? Phải không? Hả? À, 5 năm, năm sau lên lớp 6 rồi. À, lớp 8 à. Đấy, kỹ thuật làm lòng khá là điêu luyện các bạn. À, bạn đang chuẩn bị làm cái đoạn thứ 2. Cái này quán của bà hay là của mẹ à? À, của bà à? Đây, một hôm là thấy ba hay làm đúng không? Hôm nay thì thấy một em gái chuẩn bị lên lớp 8 đang dồi lòng ở chợ các bạn. Cái này là cho cái lắp vào nhá các bạn nhá. Người ta đục cái lỗ ở cái lắp kìa. Đấy. Xong người ta luồn qua cái ruột. Sau đó là cho cái ruột vào cái đầu và tí. Đây quay đây thôi đây. Bánh to ra. Rồi.
Đấy, đây là cái lồi luộc lòng nhé các bạn nhé. Ở trên chợ thì lòng lợn rất là nhiều người thích ăn nhé. À, ok các bạn nhá, ở đây thì Hải phát hiện có người ta bán cái tổ mật ong này, cái tổ ong này. Ở trong rất là nhiều nhộng nhá các bạn nhá. Ong này là không phải ong mật mà ong nhộng. Rất là nhiều nhộng này. Hình như cái này là ong đất hay sao các bạn. Không biết là ong đất, ong đất hay ong gì. Cái này ong đất hay ong gì bác? Cái này ong đất à cô? Là ong rừng. Ong rừng nó nằm ở trên cây hay ở dưới đất đi? À, trên cây à? Bao nhiêu tiền một cân? 300 một cân. Vâng. Nó nhiều con nhỉ các bạn nhỉ? Đây này. Nhiều nhộng. Đấy, ăn cái nơi này là rất là bổ này các bạn này. Đấy. Bán 300 một cân nhé. Khu vực người ta bán rau củ quả các bạn. Ở đây thì Hải thấy là có rất là nhiều cà tím này các bạn này. Đấy, cà tím quả to chưa. Đấy, cà chua này. Và mùa này mùa măng nhỉ. Đấy, ở quán nào cũng có măng các bạn. Những cái củ măng rất là to nhé. Ui, cái này to chưa. Cái này nó phải rơi vào tầm 5-6 cân các bạn. Đấy, rất là to. Và người ta bán ở trên chợ bình quân thì cứ 10.000 một cân. Ớt này, đấy các bạn thấy nhiều ớt không? Ở trên này là bà con trồng rất là nhiều ớt. Ở cái khu này rất là đặc biệt nhé các bạn nhé. Ở đây thì Hải thấy là người ta bán rất là nhiều lọ cào cào các bạn. Người ta bắt được rất là nhiều. Đây này, ôi, này mấy nghìn con cào cào các bạn. Nhiều chưa? Ôi, một cái chai này nó phải rơi vào tầm chắc phải gần 200 con đấy các bạn. Nhiều nhờ. Đây này. Ở cái này các bạn mua về cho chim ăn thì tuyệt vời các bạn. Một chai này chắc là tầm bao tiền ạ? 20.000 thôi à? Ủa rẻ nhỉ. Mà chỗ này chắc phải gần 200 con đấy. Nhiều thật đấy. Sao bắt được nhiều nhỉ? Đây các bạn này. Rất là nhiều nhé. À, chai này chai to hơn này. À ha, bạn ấy lọc ra các bạn. Lọc ra con này, con như kiểu con sập sành, con muôm muôm này. Đấy. Chai này chắc là 30.000 đấy nhỉ. 30.000 này. To nhỉ. Đây các bạn ơi. Đây, chia ra loại chai to, chai nhỏ. Loại này 20.000. Cái này thì các bạn mua về cho chim cạn, trộn vào với cám. Chúng ta có thể là phơi khô con này ra, xay nhỏ vào, sau đó trộn vào trứng mấy cám ngô các bạn. Thì chúng ta làm ra một món thức ăn để cho chim ăn rất là bổ. Này, hoặc là chúng ta mua về cho ăn tươi cũng được. Ở trên này người ta bán nhiều lắm các bạn. Đây này. Nếu mà các bạn nào mua lọ cào cào thì các bạn cứ alo cho Hải nhé. Nhấc lên điện thoại lên 0379 420 217. Hải sẽ đi chợ phiên Hải mua cho các bạn. Đấy, nhiều chưa. Cái này là trường hợp ví dụ như con cào cào nó mà bị chết thì là các bạn có thể là phơi khô đi, sau đó xay nhỏ ra, trộn với cái trứng, trộn với cám ngô để cho chim ăn các bạn. Rất là bổ, chim rất là béo. À, bạn này tranh thủ ngồi thêu luôn này. Tranh thủ vừa bán vừa thêu các bạn. Thêu đồ thổ cẩm. Đây này, ở đây này các bạn này. Đây hình như thảo quả này. Đấy, thảo quả tươi nhé các bạn nhé. Chợ phiên các bạn, chợ phiên cứ chợ xin chén diễn ra vào sáng thứ tư hàng tuần. Người ta bày bán các mặt hàng, các nông sản người ta trồng được hoặc lên rừng lấy được và mang đi bán. Khu vực này người ta bán mít này các bạn này.
Đây, đây là quả mít na. Mít na tròn bé nhỉ. Đây. Chín chưa? Ờ, như kiểu mít na nhỉ các bạn. Quả nào bé bé tròn tròn hay. Mười nghìn một cân đúng không? Hay là bán theo quả anh? À, 10.000 một cân. Mười lăm nghìn nhỉ? Ờ, 15.000 cho tròn. Ở đây thì Hải phát hiện ra có một bé gái đang chơi trò chơi trốn tìm ở dưới này các bạn. Mát luôn các bạn. Xin chào, trốn à, trốn à. Trốn dưới đấy các bạn. Ở đây cũng rất là nhiều cò cào nhé các bạn nhé. Đây. Ô. Cái này là dưa gì đấy bạn ơi, sao năm màu này? Một hôm mình thấy là dưa nó cứ đây này. Bình thường hay thấy dưa màu này này các bạn này. Mà hôm nay thấy màu đặc biệt. Màu nó kiểu nó cứ xâm xám vào nhỉ. Nó cũng là dưa chuột ý nhỉ? À, đây. Chắc là cái loại này màu nó kiểu này các bạn. Đây. Đấy. Bình thường mình đi chơi chợ là hay thấy loại này các bạn ạ. Và hôm nay thấy màu này rất là lạ nhé. Đấy, chợ phiên các bạn, chợ phiên diễn ra rất là đông. Ở đây là khu vực bán rượu nhé các bạn nhé. Ở đây chủ yếu là người ta bán rượu ngô. Đấy, cứ 20.000 một lít các bạn. Đây này, chỗ này người ta ra đang rót rượu để cho khách ấy. À, đây là thảo dược này. Ở đây người ta bán quả dứa rừng này các bạn này. Ở đây thì Hải thấy là người ta bán quả dứa rừng này. Đấy. Dùng để ngâm rượu nhé các bạn nhé. Ở đây là một cái chai gì mà ngâm cái cành gì ở bên trong các bạn. Chắc là thuốc các bạn. Còn đây là sâm gì nhỉ? Đây là sâm dây. Sâm dây. Nhưng mà cái này là cái gì ấy bà? Cái này thua. Thua cả. Như là chữa bệnh gì ấy? Đau đầu. À, đau đầu à? Cái này là sâm dây đúng không? À, cái này là chữa để chữa bệnh đau đầu. Cái này đau. Giống nhau không? Ừ, giống nhau. Khác chứ? Khác. Đau thua này ngon không? À, nhưng mà hai cây này nó khác nhau nhỉ? À, cái này chữa bệnh đau đầu. Cái này cũng chữa đau đầu à? À, đau xương đau khớp gì? À, cái chữa các mạch máu à? Đây. Cái này sâm dây. Cái này thì mình không biết tên các bạn. Cái này dứa rừng. Cái này ngâm cái này đúng không? À, đúng rồi, đây này các bạn này. Nhưng mà cái này tác dụng để làm gì ạ? À. À. Bài bấu như vậy mình không hiểu đây này. Đây ngâm đây này các bạn này. Trong này có rượu rồi ạ. Rượu đấy. Bao tiền ở chai này ạ? Cái này là 150 ạ? À. Vâng, ví dụ như là một chai rượu chỗ này là gọi là nửa lít 10.000. Chí đỏ cái cây này lát đấy nhỉ. À. Chữa bệnh là cái mạch máu này á. À. Đây. À. Vâng. Cháu chim bao rồi. À, bà bán thuốc một số dược liệu ở trên rừng các bạn. Ở trên khu vực này có mấy quán nữa các bạn. Đây này người ta bán cũng khá là nhiều.
ở bên này này các bạn này. Đấy, người ta bán nhiều nhỉ. Đây, mấy quán dược liệu. À, cái cây này giống cái cây vừa lấy đấy các bạn. Cái cây lúc ở bên kia của bác nha. À, chúng ta đang đứng ở khu vực người ta bán gạo ạ. Gạo gạo tẻ. Đây này, gạo này các bạn này. Gạo ăn cơm hàng ngày ấy. Ở đây thì có gạo gạo Bắc, gạo cái này phải gạo nếp không ạ? À, gạo nếp à? À. Nếp. Cho nó thích cao chứa cháu còn nhớ mà. Đây bên này nữa các bạn này. Ở khu vực người ta bán gạo. À, gạo thì thường thường là 150. Thật ra là mình cũng không biết là gạo gì. Gạo này gạo Bắc hay gạo gì ạ bác? Thái Bình. À, gạo Thái Bình à? Ừ. Nó tầm bao nhiêu tiền một cân ạ? 30 năm rồi không? Một cân đi. Là mấy nghìn? Không biết đâu. À. À, chắc là không phải bác có bán bao này nên bác không biết. Gạo Thái Bình. Ta bán đậu tương này các bạn này. Cái đỗ này chắc là 25 à bác? Cái này là 20-25 à? Một cân ý. Bao nhiêu tiền một cân bác? À, 25.000 một cân. Một cái ống này được một cân không ạ? Hai cân. Hai cân cả. À. Đấy là có một cái ống bằng tre các bạn. Người ta đổ đầy đấy. Chắc là cái ống đấy là người ta định giá, định lượng sẵn rồi. Cứ đầy cái đấy là khoảng 2 cân. Giờ người ta bán tam thất nhé các bạn nhé. Củ ấu tàu. Nấu ăn rất là tuyệt vời luôn. Luộc thật chín vào. Luộc xong mới linh hả bác? Không, cứ rửa sạch cho bà Linh thôi. À, tưởng luộc qua một nước xong mới dám linh. Không, làm thế phí. À, phí. Phí chất đúng không? Phí chất. Cứ rửa sạch cho bà Linh thôi. Vâng. Dùng rau thái. Không, dùng rau. À, đây, ấu tàu nha các bạn nhé. Bổ lắm, ăn được rất là bổ. Ơ để này nó hao mất đây. Nó khô đúng không? Bởi vì là củ tam thất tươi mà để chảy láng thì nó hao mất đấy các bạn. Vì loại này bao tiền ạ? À, hơn 300.000 một cân. Tam thất tươi như cả nhà nhé. Đây. Ở đây thì hoa hồi này các bạn này. À, các gia vị Tây Bắc. Mắc khén. Hạt tiêu. Đấy. Đây là chị có cả túi hạt dổi này. Bán theo lạng nha các bạn nhé. Cứ 60-70.000 một lạng. Thảo quả các bạn. Đấy, các bạn mua loại gia vị nào thì là các bạn cứ alo cho Hải nhé. Hoặc là các bạn mua cái này cũng có này. Đấy, củ ấu tàu có hết này. Rồi tam thất tươi cũng có này. Đấy, hoa hồi cũng có này. Đấy, mắc khén này các bạn này. Có hết. Hạt tiêu cũng có này. Đấy. Thảo quả cũng có này. Đấy. Hạt dổi cũng có này. Rất là nhiều các bạn. Ngoài ra thì các bạn có thể đặt mua ớt được nhá. Cái ớt này di chuyển được nhá các bạn nhá. Cái ớt này để vài tháng cũng được các bạn. Đấy, ớt mừng khương các bạn. Ớt này thì cứ 20.000 đến 25.000 một chai các bạn. Các bạn ở vùng các bạn ở dưới các bạn đặt hàng được. Nhưng mà cái này có ga các bạn. Đấy, chúng ta vận chuyển là chúng ta phải vận chuyển nhẹ nhàng hoặc là bọc phải bọc ni lông vào hoặc là phải cuộn những cái giấy như kiểu giấy ăn vào. Chẳng may nó lổ hoặc nó phòi ra thì nó ngấm luôn vào trong cái giấy ăn đấy các bạn. Nói chung là các bạn cứ đặt hàng mình sẽ xử lý những trường hợp như vậy các bạn.
đây này, những ớt mới thường thường nó có ga nhé. Ớt mường Khương các bạn, rất là cay, nổi tiếng. Rồi ok các bạn nhé, chúng ta rời khu vực ẩm thực bán qua rau củ quả, chúng ta sẽ đến với khu vực chợ Châu các bạn. Hôm nay thì chợ này thì so với chợ Bắc Hà hoặc là chợ Cũng Ly thì chợ này ít trâu hơn, nhưng mà cũng có trâu để quay cho các bạn xem các bạn. Đấy, hôm nay hình như là có con này rất là to này các bạn ơi. Có cả trâu cặp và trâu giống nhé các bạn nhé. Đấy, trâu. Trâu bây giờ giá bình quân ở trên miền Bắc thì nó rơi vào khoảng từ 65 đến gần 80 các bạn. Đây là giá hơi báo. Đấy, cái con này rất là to này các bạn này. Cái con này thì vai dày, cổ u, thân hình đầy đặn, khá là béo các bạn. Và con trâu này là trâu lạc nhá. Nó ít mỡ, nó không có mỡ các bạn. Những cái dòng trâu mà rất là chất lượng để làm thương phẩm. Hoặc con này cũng khỏe các bạn. Các bạn có thể là nuôi để kéo gỗ. Đấy, rất là khỏe các bạn. Các bạn muốn biết chi tiết ấy, thì là mời các bạn vào trong kênh chính của mình nhá, kênh Tây Bắc TV1 để tham khảo về giá cả trâu bò. Còn kênh này chủ yếu là mình quay sơ qua để cho mọi người biết là chợ phiên xin chén này cũng có trâu để bán và có cả chim nữa các bạn. Đây, ở đây thì chủ yếu là người ta chơi chim mi thôi, những cái dòng chim mi mọc và cả chim mi nó đã thuần rồi các bạn. Đôi khi là người ta có chim là người ta mang lên đây chỉ để cho nó giao lưu, cho nó hót. Đây, con này hót ác này các bạn này. Đấy. Con này là vừa đấy, mình đến đây nó hót này. Đấy. Đấy. Con này đẹp đấy các bạn. Đấy. Con này bạo các bạn, mình đứng ngay sát người nó mà nó vẫn hót. Đấy. Đến đây thì các bạn được nghe tiếng chim miễn phí các bạn. Nghe những âm thanh. Hình như ở đây có cả con cái các bạn, con cái nó xùy, con đực nó hót. Đây này, trên này nhiều lắm các bạn này. Đấy, khu vực này rất là nhiều nhá. Và đặc biệt cái khu vực ở gần đây này các bạn này. Cái khu vực ở gần đây thì cực kỳ là nhiều chim, chim mọc. Chim mà người ta mới bắt về ấy, thì gọi là chim mọc và nó dao động từ 1,7 triệu đến 2,5 triệu các bạn. Đây, mình sẽ sang bên này quay cho bạn xem. Rất là nhiều. Đây, lồng này nhiều chưa? Tha hồ chọn lựa và mua các bạn. Ai à? À, đây là bán cả cám chim cho chim ăn này các bạn này. Đấy, rất là nhiều thể loại. Chim hót, chim thi đấu có hết này. Mỗi một loại có một cái loại cám riêng các bạn. Đây bên này. Cứ vào giữa tuần thứ tư các bạn, người ta mang chim đi bán khá là nhiều. Phiên chợ các bạn. Ở trên này thì
Châu nhé các bạn nhé. Hôm nay thì Hải thấy là so với mọi hôm thì chợ này thì hôm nay nhiều trâu hơn các bạn. Chứ mọi hôm thì chỉ có chục con hoặc là 15-20 con thôi. Hôm nay thì rơi vào khoảng 30 con. Từ hồi mùa dịch đến nay thì chợ này thường thường là ít trâu các bạn. Ngày trước là rất là nhiều nhưng mà do là dịch xong đợt này là buôn bán chậm nữa. Nên người ta mang trâu bò đi cũng ít các bạn. Dạo này giá trâu nó cũng trâu bán chậm ế nên là không bán được, người ta cũng không mang. Đây là toàn bộ khung cảnh chợ gia súc, đặc biệt là khu vực chợ trâu các bạn. Được xây dựng khá là kiên cố. Và khu vực ở đằng kia rất là đông nhá, chủ yếu là người ta đang xem chim. Đấy, khá là nhộn nhịp các bạn. Còn trên kia là khu vực Hải vừa quay cho quý vị và các bạn xem, đó là khu vực người ta mua bán các mặt hàng rau củ quả rồi ăn uống, gọi là khu vực ẩm thực các bạn. Còn khu vực ở ngoài đường thì Hải cũng quay chia sẻ cho mọi người rồi, khu vực người ta bán gà rồi lợn đen, lợn bản rồi chó nữa các bạn. Và bên cạnh đó thì có cả một số đồ ăn sáng nhẹ và đồ uống. Rồi ok các bạn nhé, có lẽ là video của Hải thì xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn mọi người vào video sau, Hải sẽ quay chi tiết và gửi tới quý vị và các bạn nhé. Cảm ơn mọi người và bây giờ thì xin tạm biệt nhé.